tên gọi của em là yêu, là thương, là sống. Từng mang truyền giao sớm hôm lòng em để suy nói gương đức mẹ, em sống hy sinh khiêm nhường, nhiệt thành trung kiên, theo bước các thánh tử đạo, hồn thơ trong trắng, theo gương thánh Teresa, sứ mạng truyền giao, em luôn có Chúa song hành. Thiếu nhi thánh thể, em là tông đồ của Chúa, ơn gọi của em là đem Chúa đến muôn người, ơn gọi của em là yêu, là thương, là sống. Mang truyền giao sớm hôm lòng em nhận xin chăm ngoan hiếu thảo, em nhớ công ơn sinh thành, thật thà đơn sơ, nguyện ghi khắc ơn cô thầy, thực hành bác ai, nêu gương đức tin sang ngời. Sứ mạng truyền giao em tin Chúa luôn bên mình. Thực hành yêu thương và giúp đỡ các bạn nghèo, nguyện cầu hôm sớm em nắng sắc lên mỗi ngày. Chúa trong lòng em đâu có lo sợ gì. Thiếu nhi thánh thể, em là tông đồ của Chúa, ơn gọi của em là đem Chúa đến muôn người, ơn gọi của em là yêu, là thương, là sống. Sự mang truyền giao sớm hôm lòng em để xin nói gương đức mẹ, em sống hy sinh khiêm nhường, nhiệt thành trung kiên, theo bước các thánh tử đạo, hồn thơ trong trắng, theo gương thánh Teresa, sứ mạng truyền giao em luôn có Chúa song hành. Thiếu nhi thánh thể, em là tông đồ của Chúa, ơn gọi của em là đem Chúa đến muôn người, ơn gọi của em là yêu, là thương, là sống. Từ mang truyền giao sớm hôm lòng em để xin, từ mang truyền giao sớm hôm lòng em để xin.